các xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn cho quý vị biết mức độ nguy hiểm nếu hỏa hoạn bắt đầu. Điều này quan trọng với quý vị vì xếp hạng càng cao thì các tình trạng sẽ càng nguy hiểm. Xếp hạng phải là dấu hiệu chỉ báo quý vị cần hành động. Có 9 địa hạt có thời tiết gây nguy cơ hỏa hoạn tại Victoria và xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn được dự báo hàng ngày cho từng địa hạt, trước tối đa là 4 ngày. Các xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn bắt đầu ở mức trung bình. Trong tình trạng này, phần lớn hỏa hoạn có thể được khống chế. Mức tiếp theo là cao. Mức hỏa hoạn có thể nguy hiểm trong điều kiện này. Hãy sẵn sàng hành động. Lựa chọn an toàn nhất là tránh các khu vực có nguy cơ cháy rừng. Xếp hạng cực độ nghĩa là hỏa hoạn sẽ lan nhanh và trở nên vô cùng nguy hiểm. Hãy hành động để bảo vệ tính mạng và tài sản của quý vị. Hãy tái cân nhắc việc di chuyển qua các khu vực có nguy cơ cháy rừng. Xếp hạng thảm khốc nghĩa là nếu phát sinh hỏa hoạn và không dập được, có thể sẽ mất nhân mạng. Quý vị nên rời các khu vực có nguy cơ cháy rừng trong những ngày này. Nhà cửa sẽ không chịu được hỏa hoạn trong tình trạng này. Hãy giữ an toàn bằng cách chuyển đến một nơi an toàn hơn sáng sớm hoặc đêm hôm trước. Hãy biết địa hạt có thời tiết gây nguy cơ hỏa hoạn của quý vị nếu quý vị sinh sống, làm việc hay di chuyển qua một khu vực có nguy cơ cháy rừng. Hãy tạo thói quen kiểm tra xếp hạng nguy cơ hỏa hoạn hàng ngày. Rời đi sớm trước khi hỏa hoạn phát sinh luôn là lựa chọn an toàn nhất của quý vị. Hãy ghi nhớ, theo dõi các cảnh báo và luôn cập nhật tin tức.